nguồn lực xong, mục tiêu xong, thì bây giờ chọn cách đánh nào để đạt mục tiêu ấy. Thấy chưa? Và cách đánh này là cách đánh chiến lược. Và dân tộc Việt Nam đã chọn cách đánh phòng thủ với nội dung phòng thủ là lấy địch nhiều, lấy chính nghĩa để thay cho hung tàn. Vậy thì cách đánh chiến lược là hệ quả của quá trình mà làm suốt từ sáng và ngày hôm qua đến giờ. Thì cách đánh chiến lược được dựa trên một ma trận muôn thuở, ma trận sử quân với trục ngang và trục dọc như sau. Cho nên cái thứ này, cái ngọn bách khoa thì biết cái gì? Là cái này mới quyết định vận mệnh mày với vợ mày có giàu không, chứ không phải cái máy tính và cơ lý thuyết ở đây. Đường dọc là đường thể hiện, phải chị à, kháng cự. Và điểm kháng cự mình chấm rồi. Còn chiều ngang là biểu diễn cái đường thể lực. Cho nên là phân tích nguồn lực sai thì mục tiêu sai cách và chọn cách đánh sai cách, vì mình điền cái điểm của mình trên đồ thị bị sai cách. Đấy, nó dễ hả? Mà tôi đọc N cái chiến lược tôi cười đến chết ý, vì giao cho một em tài chính ngân hàng mà đi làm chiến lược là nghiệp vụ của thằng sưng sỏ với quản trị kinh doanh, không làm nổi đâu các bạn ạ. Xong lên đại hội đọc vanh vách, đọc có hiểu cái thằng, không hiểu cảm xúc của thằng ngồi dưới, thằng trùng. Nếu mà điểm kháng cự của bạn mạnh thì bạn ghi vào đây để khỏi nó trùng ấy, thì tôi ghi là tốt. Ở đây ghi đời thường xấu. Và điểm chấm lúc nãy của cái thằng đó nó được ghi ở phía trên ấy, quá tốt. Và nó nằm ở đây. Đến đây thì không còn đối thủ. Còn đường ngang này thì nó ghi là mạnh, thể lực rất mạnh. Về thể lực rất yếu, không sao cả. Và Việt Nam chúng ta thể lực rất yếu nhưng kháng cự rất mạnh các bạn ạ. Cái dân tộc này cộng với Tân Cương và cộng với Tây Tạng là ba dân tộc không bao giờ bị khuất phục trong suốt 4.000 năm vừa rồi. Và ngoài ra còn 7 dân tộc nữa nhưng độ kháng cự thấp hơn Việt Nam. Cho nên có 10 dân tộc thì nó khuyến cáo hỡi các đế quốc đừng đụng vào. Mà thằng Mỹ vẫn cứ đụng cho nên là không chịu nổi đâu. Cái gì à? Mày hào mày sang tao chỉ cần lấy bình sang con tao quăng vào mặt mày. Tôi hứa là tôi rủa thằng này đến tận cùng. Ngoài à, vậy thì các bạn nghe xong cái bài này mới là bài số 2 trong 12 bài. Các bạn thấy rõ ràng sức mạnh nó nằm ở não. Và tôi ra ngoài đường ấy, tôi với cả thằng chạy xe ôm giống hệt nhau à. Nhưng mày đừng đụng vào nhé. Não tao với não nó là khác nhau nha. Trực mới trả vụ. Mẹ não có đâu mà ngồi họp gần gù. Đừng tỏ ra nữa. Nói không ra hơi. Không câu nào hiểu câu nào mà hoành tráng, không đi tù uổng. Vậy doanh nghiệp các bạn sẽ rơi vào một trong bốn vùng sau đây. Vùng 1, vùng 2, vùng 3, vùng 4. Nếu các bạn chưa phân tích nguồn lực, tôi nghĩ rằng các bạn cũng có thể ước lượng được. Chỉ có điểm cái độ chính xác là nó nằm ở điểm này hay điểm này, nó gần trung tâm hay nó điểm đây. Chứ còn cái vùng ấy thì có thể bạn ước lượng được. Nếu ước lượng được mà chưa làm gì thì hãy chọn cách đánh đúng của cái vùng ấy nhé. Vùng 2 được hiểu là gì? Vùng 2 là điều là kháng cự tốt hay là xấu? Rất tốt mà thể lực rất mạnh. Thì nếu bạn ở vùng 2 trên kết quả của bảng chấm điểm ma trận thì bạn tấn công. Tư tưởng là tấn công. Khi mà chúng ta giải phóng sông Xuân Lộc thì Bộ Chính trị họp gặp và quyết định đổi chiến dịch thành chiến dịch Hồ Chí Minh. Vì đã đổi là phải thắng. Khi mà chúng ta đạt được cánh cửa thép thì còn một cánh cửa thép số 2 là Biên Hòa.
thì cánh cửa này không còn là thép nữa. Thì Bộ Chính trị quyết định đổi tên chiến dịch là chiến dịch Hồ Chí Minh, trên cái mục tiêu kỳ vọng là 1976 sẽ giải quyết miền Nam. Nhưng mà thấy cái đà thắng rồi, chúng ta đổi tên chiến dịch và chúng ta đổi thời hạn mục tiêu bằng mọi giá hạ Sài Gòn trước mùa mưa, thần tốc hơn nữa, vì nếu sau mùa mưa là xe tăng không chạy được, lại phải nghỉ một mùa mưa để đợi sang năm. Cho nên là chúng ta quyết định đổi chiến dịch thành chiến dịch Hồ Chí Minh. Như vậy chúng ta đang ở cái thế của vùng 3, chúng ta lập tức chuyển sang vùng 1, vùng 2. Lúc này khi mà đổi tên chiến dịch thành chiến dịch Hồ Chí Minh thì dân tộc Việt Nam chuyển thế cờ từ đa dạng bằng các cánh quân thì bây giờ chuyển sang tấn công hay phòng thủ. Tấn công quyết liệt chứ không phải tấn công vừa đái vừa giòn, với lệnh tuyệt đối thần tốc hơn nữa, không cần an toàn, quanh xả thân. Và kết quả là chúng ta thắng vì chúng ta đổi vùng rất là nhanh các bạn ạ. Đấy thì các anh chị mới thấy cái vĩ đại của chúng ta, chứ còn cứ nghe hời hợt thì tự hào dân tộc không lên. Mà bọn trẻ bây giờ nó xử Trung Quốc nắm hơn xử Việt Nam là tội đồ marketing quá kém các bạn ạ. Dân tộc Việt Nam tự hào hơn nhiều, các bạn nên nhớ, vì chúng ta tự hào vì chúng ta bé mà đánh được, còn nó lớn nó đi xâm lăng thì phàm cũng là bình thường, nhưng mà có biết tuyên truyền không? Bước vào vẫn tấn công được hiểu như sau: tấn công sản phẩm. Như vậy thằng tấn công phải là nhóm hai, bạn đã nhóm hai buộc mày phải tấn công chứ không phải mày muốn mà được. Cho nên tôi là nhóm hai, tôi đã nổi tiếng rất khốn khổ, tôi phải tiếp tục nổi tiếng, vì nổi tiếng tấn công chính là kiểu phòng thủ tốt nhất. Nếu mà tôi bắt đầu lấy kiến thức cũ, tôi ăn dần dần thì đô thị tôi đã xuống, bằng mọi giá phải giữ được đô thị nó ngang hoặc đi lên. Cho nên bạn rất khó thông cảm với những thằng nổi tiếng, bạn chưa ở hoàn cảnh tôi, cho nên bằng mọi giá chết cũng phải làm. Nhưng nếu tôi muốn nghỉ, nghỉ tại chỗ, đừng để xa xa mất toàn bộ thương hiệu tôi đã xây dựng. Cho nên cầu thủ nó sẽ từ giá khí mà nó đang đỉnh cao, nó thành bài rồi, không có phương án tối ưu hơn. Thì Lê Thẩm Dương cầu thủ xuất sắc, tuy nhiên các bạn thấy mất đột ngột trên thương trường thì các bạn hiểu chưa? Đúng không? Tấn công sản phẩm. Mày giảng tài chính, tao giảng quản trị. Mày giảng quản trị, mày đú cho tao, bố mày giảng phần mềm. Mày đá phần mềm, tao đá mày sang hạnh phúc gia đình. Mày đá hạnh phúc gia đình, tao đá mày sang số ít. Tao đá liên tục, mở sản phẩm liên tục. Mày muốn gì? Không chịu nổi đâu. Mày đá một chuyên đề, tao đá 12 chuyên đề trong 12 tháng. Mày chịu nổi? Không chịu nổi đâu. Vì chỉ tôi làm được. Cho nên ở đây phải tấn công. Bây giờ tao có sản phẩm lại, tao tấn công thị trường. Mà ngày xưa bố mày nhà thị trường ngoài Bắc, bây giờ tôi nhào ra tôi đánh không còn thằng nào ngoài đâu. Mày láo vào. Và bao nhiêu thị trường Hà Nội tôi lượn sạch. Sau Covid không một trung tâm nào tạo nó mở được ngoài thằng Trọng. Thế nên suốt ngày cứ một điện thoại đến rồi: thầy, gì? Thầy có biết anh Trọng? Mẹ nhục thế. Và cách thứ ba đó là tấn công cả hai, vừa sản phẩm vừa thị trường. Thằng cực mạnh. Vậy thì khi bạn thấy nó dùng đòn tấn công, bạn coi chừng. Tấn công là vùng 2, vùng 2 là phải tấn công. Còn những cái thằng mà nó vô học đó, nó ở vùng 4 mà nó tấn công, thì loại đó bạn chỉ cần đạp một phát là chết, vì dân vô học. Mày lực không có mà bày đạp. Vùng 3 rất mạnh, giống hệt vùng 2, nhưng khốn nạn là ép gà công nghiệp. Còn vùng 1 là gà, vùng 2 là gà lai. Rất mạnh nhưng kinh nghiệm chiến đấu kém. Cái gì à? Chưa kể tâm can hèn. Muốn tồn tại được thì chiến lược là đa dạng hóa. Trường em có 3 hệ: K,
trung cấp cũng có, cao đẳng cũng có, đại học cũng có, đấy là đa dạng theo cấp bậc. Mà đứng ở góc độ đại học thì chuyên ngành nào cũng có, là mở đa dạng chiều ngang. Ok, nếu bạn rơi vào vùng 4, ta yếu mà lại còn hèn thế gì, thì bạn buộc phải đứng ra gió, đợi thời cơ thì mình mới vùng lên được. Trường Doanh Nhân PR.